con về mày hóa nhầm cái là hỏng. Nhìn cháu bận cái con chả làm mẹ. Nhìn cháu bán hàng trên kia nó cơ. Hóa nhầm cái là hỏng. Nhìn cháu bận cái con chả làm mẹ. Hai ba thì cũng chỉ cái nghề bọn là đem là từ trước đến nay thì cái gì làm những cái làm quanh năm mà thì gọi là 2-3 tháng chạp thì nó làm được hàng thì nó được thêm một ít công công cái sức mua năm nay nó do ảnh hưởng Covid thì nó giảm đi một nửa, nói chung là tất cả các thứ nó ảnh hưởng thì cái nghề này nó cũng bị ảnh hưởng. Chủ yếu cái giấy đây là giấy phế thải, phế thải ấy. Giấy loại ra của các công ty nó không làm được thì về để chuyển sang làm ngã. Bé thích nhà. Bé nhà. Không lo đúng không?